trên đường Emmaus, hai người nữ thánh bước đi bên nhau, mông vàng tan mây nhọc nhằn lê đón chân buồn đường dài. Ngày mai tiên đến về Emmaus tiếng bước theo ngày về, họ không trông ai, người nữ thánh đó chính là ta đã gặp ngài trên vỉa hè nhưng chẳng biết ngài. Thấy những lúc chúng ta vô tâm không để ý ngài, người ăn xin hè nương trên đường Emmaus. Hai người đứng thắn bước đi bên nhau, mộng vàng tan mây nhọc nhằn lê đón chân buồn đường dài. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.